Kính thưa quý vị, với mục tiêu trở thành tập đoàn làm đẹp đa năng và đúng chuẩn quốc tế, với tiêu chí đẹp tự nhiên, đẹp an toàn, đẹp bền vững. Ngoài việc các thiết bị máy móc công nghệ luôn được chúng tôi đầu tư đúng chuẩn, thì công ty luôn có những cái kế hoạch đặt ra với những chiến lược sản phẩm, những kế hoạch marketing và cách thức kinh doanh để quảng bá thương hiệu và sản phẩm của chúng tôi gần hơn đến với tất cả những người tiêu dùng. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được mời lên sân khấu ông Lê Như Hiếu, giám đốc kinh doanh, sẽ chia sẻ với chúng ta về những dự định sắp tới. Xin được trân trọng kính mời ông. Lời đầu tiên, cho phép tôi được gửi lời chào trân trọng đến quý vị đối tác, quý vị khách mời và tất cả hệ thống thân yêu của Genie chúng ta. Thưa các anh chị, thật sự hôm nay là một cái buổi tối hạnh phúc và vinh dự cho tôi. Hạnh phúc thứ nhất là tôi được sự tin tưởng và lời mời của cơ trưởng Hoàng Thiết Mai mời tôi cùng đồng hành với hệ thống trong việc xây dựng chiến lược và phát triển cho năm 2020 và các năm về sau. Và càng vinh dự cho tôi khi lần đầu tiên tôi cũng được tham gia với đại gia đình của Genie để được gặp gỡ các đối tác, các bạn đồng nghiệp, các thầy cô cũng như là tất cả hệ thống phân phối. Thì thật sự mà nói, khi mà tôi nhận lời tham gia với Genie á, thì tôi vừa hạnh phúc vừa vinh dự, nhưng không giấu quý vị, tôi vẫn có một chút lo lắng. Với 6 năm, cơ trưởng Hoàng Thiết Mai đã đưa hệ thống phát triển, thì khi trao cái sự tin tưởng cho mình, thì liệu chăng mình sẽ xây dựng cái chiến lược như thế nào để, như anh Ngoan nói, là kết nối với quá khứ, làm tốt ở hiện tại và đẩy mạnh ở tương lai. Nhưng sau một vài đêm suy nghĩ thì sự lo lắng đó của tôi gần như tan biến. Bởi vì tôi tin rằng không phải chỉ riêng tôi, riêng Hoàng Tuyết Mai, riêng anh Ngoan, các anh chị sáng lập, mà bên cạnh chúng tôi còn có tất cả chúng ta, các đối tác và tất cả các tổng, các nhà phân phối sẽ cùng đồng hành với tôi và tất cả hệ thống để chúng ta đẩy một năm mới thành công và tuyệt vời hơn. Và tôi nghĩ như vậy có đúng không, thưa các anh chị? Thưa các anh chị và các bạn, khi mà nói về xây dựng chiến lược á, thì thật ra thì tôi đang giảng dạy tại trường đào tạo doanh nhân Bắc Ninh Râm, trường đào tạo doanh nhân BTI. Tôi chuyên dạy về chiến lược doanh nghiệp. Thì khi mà xây dựng cái chiến lược thì đầu tiên tôi luôn trăn trở, nếu chiến lược chúng ta xây dựng nên thì nó sẽ chạy bền và chạy vững trong vòng bao lâu. Thực tế các anh chị thấy rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam, họ có chiến lược nhưng sau 2 đến 3 năm thì đi vào tình trạng hơi khó khăn, thậm chí tôi dùng từ là bế tắc. Bởi vì cái chiến lược của các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng nó không dựa trên cái cấu trúc nền tảng của hoạt động kinh doanh mà các tập đoàn đa quốc gia, các tổ chức họ vẫn đang triển khai. Như vậy thì trước khi chúng tôi chia sẻ với quý vị và các anh chị về những cái chiến lược chi tiết, thì cái phần đầu tiên tôi nghĩ quan trọng nhất đó chính là chúng ta hãy nhìn xa hơn, nhìn rộng hơn về những cái giá trị mà nó sẽ giúp cho Generation phát triển một cách bền vững, một cách chắc chắn và một cách dài hơn. Tôi tin rằng các anh chị cũng đồng ý với tôi, bất cứ một cái tổ chức nào hoạt động muốn bền vững và hiệu quả thì trước khi nói về cái mục tiêu, cái chiến lược, thì cái điều quan trọng nhất họ cần phải xây và cần phải chắc đó chính là xây dựng cái tầm nhìn, cái sứ mệnh, cái giá trị của doanh nghiệp, rồi sau đó người ta mới xây đến những cái phân khúc ở phía dưới. Như vậy thì buổi tối hôm nay là một cái sự hợp nhất của hai dòng Genie và Josie, và nó mang dưới một cái huyền thoại mới, đó là Genie Legend. Như vậy thì tôi vừa xây dựng xong về cái định hướng lâu dài của một cái thương hiệu mà nó sẽ hợp nhất hai cái thương hiệu chúng ta đã được chia sẻ. Thì đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ với các anh chị về cái tầm nhìn mà chúng ta
sẽ cam kết chúng ta triển khai trong cái thời gian sắp tới. Thưa các anh chị, chúng ta đều biết, hồi nãy anh Ngoan có đề cập tới Vingroup của anh Phạm Nhật Vượng. Tại sao các anh chị thấy rằng anh Phạm Nhật Vượng triển khai Ving chỉ một thời gian ngắn thôi, nhưng mà gần như Ving hiện nay, năm 2018 vừa rồi, Ving đã vươn lên trở thành doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đứng đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Thật ra mà nói thì ngoài cái mục tiêu chiến lược thì một trong những điều đã giúp cho Vingroup thành công mỹ mãn đó chính là cái tầm nhìn, đó chính là cái khát vọng vươn tới. Và kể cả Generation của chúng ta cũng vậy. Nếu bắt đầu từ năm 2020, chúng ta định hình kinh doanh mà chúng ta không có một cái khát khao, một cái khát vọng vươn tới, thì những cái mục tiêu chiến lược nó chỉ chạy loay hoay ở phía dưới mà thôi. Hay các chị thấy, đối với một người cơ trưởng, khi người cơ trưởng cất phi cơ của mình lên không trung, thì việc đầu tiên người cơ trưởng phải nhìn ra ngay, tôi muốn bay về đâu. Mà nếu người cơ trưởng không xác định rõ tôi muốn bay về đâu, thì kết quả nó chỉ tốn thời gian, chi phí, công sức và nhiên liệu mà thôi. Như vậy thì việc đầu tiên khi tôi nhận cái vai trò làm cố vấn chiến lược cho Genie, thì việc đầu tiên tôi đã cùng thống nhất với cơ trưởng Hoàng Tuyết Mai. Và đây chính là cái tầm nhìn mà Generation sẽ triển khai ở giai đoạn đầu tiên. Đó là đến năm 2025, hai cái dòng thương hiệu, đó chính là Genie và Yoginator, sẽ trở thành một trong những thương hiệu được phụ nữ Việt Nam yêu thích nhất tại Việt Nam. Các chị thấy hiện nay Việt Nam chúng ta có hơn gần 98 triệu dân, thì trong đó hơn 49 triệu dân là phụ nữ. Vậy thì nếu các chị hỏi tôi cái tầm nhìn này nó có thách thức hay không? Thú thật các chị, cực kỳ thách thức. Bởi vì để đạt được cái tầm nhìn này, rõ ràng nó sẽ đòi hỏi ngoài sản phẩm tốt, ngoài chất lượng tốt, ngoài cam kết tốt, thì những cái chiến lược, kể cả chiến lược về marketing, về thị trường, về con người, chúng ta phải có một cái sự đồng bộ hóa. Nhưng như ta nói, tôi tin rằng với sự nỗ lực của tất cả chúng ta, thì chắc chắn rằng cái tầm nhìn này đến năm 2025, chúng ta sẽ có thể đạt được cái tầm nhìn đó. Thì đây chính là cái khát vọng của Generation trong 5 năm, cứ cho là cái tầm nhìn đầu tiên là 5 năm tới đây. Như vậy thì không biết là đối với các tổng đại lý phân phối của chúng ta, với cái tầm nhìn này các anh chị có thấy là đủ sức để chúng ta cùng đồng hành không các anh chị? Có không ạ? Và qua cái tầm nhìn này chúng tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả các anh chị, chúng ta không phải kinh doanh ở ngắn hạn, mà đây là một cái sự khát khao, một cái sự cam kết dài hạn. Như vậy thì hãy yên tâm, hãy cùng đồng hành với chúng tôi, bởi vì tất cả chúng ta sẽ đi xa và đi lâu hơn. Thì đó chính là cái tầm nhìn. Như vậy thì nếu cái tầm nhìn là cái khát vọng vươn tới của doanh nghiệp, nếu cái tầm nhìn là cái đích đến đầu tiên của người phi công cần phải đặt ra đầu tiên, thì cái điều quan trọng kế tiếp đó chính là cái trách nhiệm, hay chúng ta vẫn gọi là cái sứ mệnh. Như vậy thì các chị rằng, dựa trên câu chuyện của cơ trưởng Hoàng Tuyết Mai đã chia sẻ với chúng ta, thì rõ ràng khi mà tôi nghe và tôi đọc tới cái câu chuyện này, nó chạy ở trong tôi một cái cảm xúc rất là mạnh, thưa anh chị. Bởi vì tôi cũng có bà xã, hai đứa con gái của tôi là nữ, và tôi thấu hiểu được những cái nỗi khổ sở của chị em phụ nữ. Nếu chẳng may họ không được đẹp, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống, đến công việc, kể cả hạnh phúc. Và các chị thấy rằng người xưa khi nói về một người phụ nữ cũng phải đầy đủ cả bốn yếu tố: công, dung, ngôn, hạnh. Như vậy thì cái dung đó chính là cái dung nhan, cái sắc đẹp. Như vậy thì ngoài việc chúng ta phải xây dựng cái đẹp bên trong, thì chắc chắn ngày nay đối với một cái người phụ nữ hiện đại, cái đẹp bên ngoài nó cũng là một yếu tố. Nó sẽ tạo ra một cái sự hạnh phúc, một cái sự tự tin, một cái sự thành công cho chính người phụ nữ. Như vậy thì cái sứ mệnh của Genie đó chính là thực hiện một cái giá trị là giúp cho tất cả các phụ nữ Việt Nam trở nên tự tin hơn, trở nên hạnh phúc hơn. Đồng thời từ cái việc đó nó giúp cho phụ nữ Việt Nam của chúng ta nâng cao vị thế trong gia đình, trong xã hội, thông qua việc mang đến những cái sản phẩm chất lượng, và sản phẩm này nó được đi ra từ thiên nhiên để nó tạo ra cái vẻ đẹp hoàn mỹ bên trong và bên ngoài cho người phụ nữ Việt Nam. Như vậy thì giờ tất cả chúng ta
đang thực hiện những cái sứ mệnh, thú thật anh chị, rất là cao cả. Không phải chúng ta đến với kinh doanh chỉ vì thu nhập, chỉ vì cá nhân, mà thông qua sản phẩm chúng ta sẽ là những đối tác đồng hành để đưa những cái giá trị nhân văn đến cho phụ nữ Việt Nam, để giúp cho tất cả phụ nữ Việt Nam chúng ta tự tin, hạnh phúc hơn và có thể thành công hơn khi họ sở hữu một cái vẻ đẹp kể cả bên trong lẫn bên ngoài. Như vậy thì với cái sứ mệnh này có đủ khơi gợi chúng ta để chúng ta cùng đồng hành với lại Generation không thưa các anh chị? Đủ không ạ? Đó chính là cái trách nhiệm. Và thưa các anh chị, để thực hiện cái trách nhiệm này, đó chính là cả một cái sự nỗ lực rất là lớn. Như vậy thì nếu cái sứ mệnh là cái trách nhiệm, cái cam kết của cơ trưởng của Generation, thì chắc chắn trong kinh doanh các anh chị sẽ thấy cái yếu tố quan trọng nhất của hoạt động kinh doanh đó chính là cái văn hóa doanh nghiệp, hay chúng ta vẫn nói đó chính là cái giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Có thể trong quá trình chúng ta hình thành trong giai đoạn trước đây, chúng ta tập trung vào sản phẩm, chúng ta tập trung vào thị trường, cho nên là nó chưa định hình rõ cái bản sắc văn hóa trong kinh doanh của Genie chúng ta. Như vậy thì đối với tôi, trong vai trò là người làm chiến lược, kể cả trong quá trình tôi giảng dạy đào tạo, thì cái điều quan trọng đầu tiên để giúp cho một sản phẩm, một doanh nghiệp có thể trụ và phát triển bền vững, nó không phải phụ thuộc vào mục tiêu chiến lược, mà nó phụ thuộc đầu tiên vào cái văn hóa của doanh nghiệp. Các anh chị thấy tại sao những cái tập đoàn nổi tiếng, kể cả trong Toyota của hãng xe hơi hoặc là những tập đoàn nổi tiếng trên thế giới, thì qua bao nhiêu sóng gió họ vẫn trụ và vẫn vươn được đến cái sự thành công. Họ trụ không phải là bởi vì họ có mục tiêu chiến lược hay, họ trụ được là bởi vì họ có cái văn hóa doanh nghiệp trong quá trình họ kinh doanh. Thì như vậy thì được sự thống nhất, chúng tôi đã cùng thống nhất với lại cơ trưởng của chúng ta, thì đối với cái thương hiệu mới đó là Generation, thì chúng ta sẽ thực hiện thông qua những cái giá trị cốt lõi. Và bắt đầu những cái giá trị này nó sẽ thể hiện được bản sắc văn hóa, kể cả con người đang làm việc tại hệ thống của Genie chúng ta. Thì ở đây chúng ta sẽ có tất cả là 5 cái giá trị cốt lõi. Và 5 cái giá trị này nó đại diện cho những thành viên của gia đình Genie chúng ta. Đó chính là những cái giá trị mà người cơ trưởng họ rất mong muốn, kể cả tôi, kể cả cơ trưởng, kể cả tất cả hệ thống chúng ta. Làm việc gì, nói ra sao, hành xử thế nào, luôn hướng về 5 cái giá trị chuẩn mực này. Và tôi tin rằng với 5 cái giá trị cốt lõi này, nó mới chính là cái bộ kim chỉ nam để giúp cho chúng ta có thể tiến xa và tiến mạnh hơn. Và 5 cái giá trị lần lượt các anh chị thấy ở trên màn hình, đó chính là cái sự cam kết về chất lượng. Thứ hai, đó là sự tôn trọng. Thứ ba, đó là cái sự sáng tạo. Thứ tư, đó chính là cái tinh thần trách nhiệm. Và thứ năm, đó là cái sự hợp tác. Và với mỗi cái giá trị này, chúng tôi cũng đã thống nhất đưa ra những cái biểu hiện cụ thể của từng cái giá trị đó. Đầu tiên, tại sao các anh chị sẽ thấy cái giá trị chất lượng được đặt lên cái giá trị văn hóa doanh nghiệp đầu tiên? Bởi vì như thầy Ngoan có chia sẻ, thị trường mỹ phẩm bây giờ có thể nói là vàng thao lẫn lộn. Rất nhiều doanh nghiệp mỹ phẩm hiện nay đã dẫn đến những điều không hay cho người phụ nữ thông qua việc họ không có một cái sự cam kết về chất lượng. Và tôi chia sẻ với anh chị, khi mà tôi nhận lời mời của cơ trưởng Hoàng Tuyết Mai á, thì việc đầu tiên, cái điều mà tôi quan trọng đầu tiên là cái người cơ trưởng này có cam kết về mặt chất lượng sản phẩm hay không. Và khi tôi tìm hiểu, tôi có chia sẻ với Hoàng Tuyết Mai, điều đầu tiên khi tôi nhận lời là tôi thấy ở cái người cơ trưởng này có một cái sự cam kết rõ ràng về mặt chất lượng. Chứ không phải chỉ vì mục tiêu lợi nhuận mà có thể đưa những cái sản phẩm không chất lượng làm ảnh hưởng đến cuộc sống, kể cả sức khỏe, kể cả tính mạng của một con người. Chắc có lẽ tôi theo triết lý của đạo Phật, điều mà tôi sợ nhất trong kinh doanh đó chính là luật nhân quả. Và đối với tôi, làm cái gì hãy làm từ tâm và đi ra từ tâm. Chắc chắn chúng ta đi đâu chúng ta cũng sẽ có những cái sự giúp đỡ và cái sự hỗ trợ để thành công. Vậy thì dựa trên đó chúng tôi mới đưa cái chất lượng, đó chính là cái kim chỉ nam đầu tiên. Như vậy thì tất cả thành viên của đại gia đình Genie chúng ta đều cam kết tất cả những sản phẩm chúng ta đều được chiết xuất từ thiên nhiên và cam kết với đúng thành phần chất lượng chúng ta đã công bố. Chứ không phải chỉ vì mục tiêu về doanh thu, về lợi nhuận mà chúng ta có thể
làm giảm bớt đi cái chất lượng bên trong. Thì đó chính là cái giá trị văn hóa đầu tiên. Và sau khi chúng ta xong cái buổi tối hôm nay thì tất cả cái giá trị này nó sẽ được truyền thông trên tất cả những cái kênh thông tin, kể cả trên báo chí của hệ thống truyền thông của chúng ta. Cái giá trị văn hóa thứ hai đó chính là sự tôn trọng. Tôi tin rằng hệ thống phân phối của chúng ta, các anh chị tổng, các anh chị nhà phân phối, chúng ta đều biết muốn rằng khi tôi kinh doanh ở một cái hệ thống nào đó, tôi phải có cái sự tôn trọng. Tôn trọng từ người trên với người dưới, tôn trọng giữa đồng nghiệp với nhau, tôn trọng kể cả người dưới với người trên. Và nếu trong hoạt động kinh doanh mà thiếu cái sự tôn trọng ngay cả thông qua lời nói, thông qua cử chỉ, thông qua cách hành xử, thì chắc chắn hệ thống đó sẽ không bền vững được. Như vậy thì cái sự tôn trọng đó chính là cái điều thứ hai, cái cam kết, cái giá trị thứ hai mà Genie Legend chúng ta sẽ triển khai trong hoạt động kinh doanh của chúng ta bắt đầu từ năm 2020. Cái giá trị thứ ba đó chính là cái sự sáng tạo. Rõ ràng các anh chị thấy rằng trong thời đại cạnh tranh quá khốc liệt ngày nay, thị trường mỹ phẩm nó quá nhiều thương hiệu, quá nhiều cái brand nó đang tràn ngập hiện nay. Như vậy thì nếu chúng ta đã thành công với Genie, chúng ta sẽ tiếp tục thành công với Chosen Inventor. Mà nếu chúng ta dừng lại, không tiếp tục có một cái sự sáng tạo đổi mới, thì chắc chắn điều đầu tiên là các hệ thống phân phối sẽ cảm thấy bị ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc hoàn thành cái nhiệm vụ kinh doanh của chính bản thân hệ thống phân phối chúng ta. Và hơn thế nữa, chắc chắn lần xét ở cái góc độ vĩ mô thì cái thương hiệu nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thì như vậy thì chúng tôi cam kết không ngừng sáng tạo để không những đưa ra những sản phẩm ngày càng chất lượng hơn, ngày càng hiệu quả hơn, mà ngay cả trong cái công cung cách kinh doanh, ngay cả trong cách chúng ta hoạt động kinh doanh, nó luôn có một cái sự sáng tạo đổi mới để nó bắt kịp với sự thay đổi của thị trường, của yêu cầu khách hàng chúng ta. Thì đó chính là cái giá trị thứ ba của Genie Legend. Cái giá trị thứ tư đó chính là tinh thần trách nhiệm. Các anh chị sẽ thấy ở bất cứ một cái tổ chức nào, đầu tiên ở bất cứ đất nước nào mà có cái sự trách nhiệm trong hành xử, trong lời nói thì chắc chắn đất nước đó sẽ luôn phát triển. Nhật Bản là một ví dụ. Ở một cái tổ chức nào mà luôn có một cái sự trách nhiệm thì chắc chắn rằng doanh nghiệp đó sẽ luôn luôn vươn lên là doanh nghiệp dẫn đầu. Vingroup chỗ anh Phạm Nhật Vượng là một ví dụ. Hoặc là ở cái cá nhân nào mà làm việc với một cái sự trách nhiệm thì chắc chắn rằng cách cá nhân đó sẽ có cơ hội vươn xa và dẫn đầu trong hệ thống. Như vậy thì ở đây cái tinh thần trách nhiệm, chúng tôi cam kết trách nhiệm trong lời nói, trong công việc, không những với bên trong và trách nhiệm với thị trường bên ngoài. Và đó chính là cái giá trị văn hóa thứ tư của Genie Legend. Và cái giá trị văn hóa thứ năm đó chính là cái sự hợp tác. Tôi nghĩ rằng không phải chúng ta chỉ đến với nhau vào những lúc thăng hoa, những lúc thành công đâu, mà chúng ta cũng sẽ đến với nhau vào những lúc khó khăn nhất. Những lúc mà chúng ta cảm thấy khó khăn nhất trong chiến lược, trong kinh doanh, thì cơ trưởng và kể cả bản thân tôi và tất cả các thành viên khác luôn đồng hành với hệ thống chúng ta để chia sẻ với các anh chị những cái chiến lược để giúp cho các anh chị thành công. Và ngay cả lúc khó khăn hơn, chúng tôi luôn sát cánh cùng với các anh chị để chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau. Thì đây là những cái giá trị mà chúng ta đã thống nhất các anh chị em. Và cuối cùng, cái triết lý cuối cùng đó chính là cái triết lý kinh doanh của Genie Legend chúng ta. Đó chính là mang đến sự hoàn hảo và hạnh phúc cho phụ nữ Việt Nam. Thì trên đây là cái phần giới thiệu về cái chiến lược đầu tiên của cái thương hiệu mới Genie Legend. Chắc chắn trong thời gian sắp tới chúng tôi sẽ xây dựng cái chiến lược chi tiết hơn về truyền thông, về marketing, kể cả tập trung về phát triển con người để làm sao giúp cho hệ thống chúng ta không những chạy nhanh, chạy khỏe mà quan trọng là chạy chắc, chạy bền hơn. Thì một lần nữa rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe cái sự chia sẻ và chúc chuyến bay chúng ta về đích với sự thành công mỹ mãn. Xin cảm ơn các anh chị. Cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, xin được cảm ơn ông Lê Như Hiếu, giám đốc kinh doanh, với phần trình bày rất là hùng hồn và rất là truyền lửa của ông.